I met you and this is rising, but here's my channel, so that's me maybe, and we will study English together. Okay, hello guys, xin chào các bạn nhỏ và các phụ huynh. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Anh cùng với cô chàng bé bự, đó là kênh chàng Andy. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với Unit 14 Lesson 2, đúng không? Và trước khi mà bắt đầu vào bài học mới của ngày hôm nay thì các bạn, cô chàng lại nhắc lại một lần nữa, không biết các bạn ở nhà thực hành việc học tiếng Anh như thế nào, có mang các mẫu câu mà chúng ta học trong lesson 1 trong bài Unit 14 What does he look like để thực hành ở trong nhà, trong lớp và các bạn của chúng ta chưa? Chúng ta đã thực hành mẫu câu này chưa, hay là đã thực hành mẫu câu What are you doing chưa? Thực hành mẫu câu Where is he now chưa? Thực hành mẫu câu What does he do chưa? Và mẫu câu chính của Unit 14 là What does he look like? Thì các bạn đã thực hành như thế nào rồi ạ? Không biết là các bạn đã nhớ hết tất cả các mẫu câu này chưa? Và chúng ta ứng dụng như thế nào? Và luôn luôn nhớ là hãy mang tiếng Anh ra ngoài sử dụng để chúng ta có thể giao tiếp thật là tốt tiếng Anh nhá. Và trước khi sang lesson 2 thì chúng ta cùng ôn lại một số từ vựng mà miêu tả một người nào đó như thế nào nhá. Thì đó là nhìn vào bức tranh này thì ta sẽ thấy là bạn này là như nào. Tall. Tall. Tall là cao, đúng không? Cao. Tall. Và bạn này thì là short. 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 Bạn ấy là slim, slim. Tiếp theo là old, old. Tiếp theo nữa là young, young. Nếu là đẹp trai thì là handsome, handsome. Nếu là đẹp gái, xinh đẹp thì là nice or pretty, pretty, pretty. Nếu như là như nào nữa? Béo thì là fat or big. Fat or big, đúng không? Gầy là thin, 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 ok? Và các bạn nhớ nhá, nhớ đừng quên là chúng ta trau dồi thêm từ vựng để chúng ta có thể học. Và cái cách tốt nhất để trau dồi từ vựng thì hãy miêu tả một ai đó bằng những từ vựng đấy thì chúng ta sẽ nhớ nó thật là lâu. Miêu tả bố mẹ, ông bà, chị em, bạn bè của các bạn và miêu tả chính bản thân mình. What do you do look like? Hãy trả lời câu hỏi của cô trang. What do you do? What do you look like? Sorry. What do you look like? Đó, hãy miêu tả chính bản thân mình. Và bây giờ chúng ta cùng nhau sang lesson 2. Lesson 2 sẽ là như nào? Cô trang sẽ bỏ qua phần mà nghe và tích trong bài lesson 1. Ok, chúng ta sang lesson 2. Các bạn hãy phần đấy các bạn hãy học ở nhà nhé. Tiếp theo lesson 2. Vẫn là lesson, chúng ta nghe một chút sau đó chúng ta tiếp tục học. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi. My name's Nan. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. One. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. Two. My sister's slim. Page 26, activity 2. Point and say. Who's taller? The girl is taller than the boy. Page 26, lesson 2. Activity. Sorry các bạn, đây mới là lesson 1. Listen and repeat. A. This is my father.
Once again. Page 26, lesson 2, activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is my father. He's tall. B. And this is my elder brother. Oh, he's tall too. C. Who's taller? My brother is. My brother's taller than my father. One more time. Page 26, lesson 2, activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is my father. He's tall. B. And this is my elder brother. Oh, he's tall too. C. Who's taller? My brother is. My brother's taller than my father. Okay. Nào, chúng ta sang về bức tranh này để chúng ta đã nghe xong rồi đúng không ạ? Chúng ta nghe xong và bây giờ chúng ta repeat lại xem nhá. Nào. Sorry các bạn, vừa nãy Châu Quang lại quên cho các bạn xem bức tranh, miêu tả bức tranh chưa đúng không ạ? Bức tranh này thì là đây là hai cậu nhỏ đang nói chuyện với nhau và đây là một bức tranh của một ai đó đúng không? Và các bạn ấy chắc là đang miêu tả về cái người trong bức tranh này rồi đúng không? Hai bạn ấy đang nói chuyện với nhau và miêu tả người trong bức tranh này rồi. Vậy thì chúng ta cùng xem là các bạn ấy đang nói chuyện gì đấy nhá. Ok. Bức tranh A đó là cấu trúc giới thiệu thôi. This is đúng không? This is my father. Ok. Oh, he's tall. Oh, ông ấy cao nhở, đúng không? Đây là cha của tớ này. Oh, bố bạn cao thật đó. Ok, bức tranh thứ hai là nhắc lại nào. This is my father. Father. Oh, he's tall. Ok. B. Tiếp theo là một người khác, đúng không? Một người khác có vẻ trẻ hơn, đúng không? And this is my elder brother. Elder brother. Elder tức là già hơn. Một người anh em già hơn mình thì nó là, tức là anh trai mình là elder brother. Chị gái của mình thì lại sao là elder sister. Đây là anh trai là elder brother. And this is my elder brother. Oh, he's her too. To là nói về trạng thái là một ai đó cũng làm sao đó, thì là to cũng như vậy. Oh, he's tall too. Đúng không? Oh, anh ý cũng cao đấy chứ, đúng không? Cũng cao nhờ. Ok. Nếu mà là chị gái thì nhớ nhá. Elder sister. Đây là elder brother. Ok. He's tall. Tiếp theo. Nào, các bạn sang đây nhận thấy này. Bạn ấy lại hỏi tiếp này. Who's taller? Tức là ai cao hơn vậy? My brother is. Bạn trả lời là my brother is. Tức là anh trai của bạn ý cao hơn. My brother is.
Giải thích rõ hơn ạ. My brother's taller than my father. My brother's taller than my father. Có ai có anh trai không ạ? Ở đây có bạn nào có anh trai không ạ? Anh trai của bạn hiện tại thì đang có cao không? Anh ý có cao hơn bố của bạn hay không? Nếu mà cao hơn thì nó sẽ là taller than my father. Còn nếu như bố bạn cao hơn anh trai của bạn thì sẽ là my father's taller than my brother. Chỉ cần đảo ngược lại vị trí của nó thôi, đúng không ạ? Đây thì là anh trai của cậu ấy thì cao hơn bố của cậu ấy. Oh, who's taller? Or who's taller? My brother is. My brother's taller than my father. Đúng không? Rồi, ok. Các bạn thấy sao? Chủ đề này khá là hay đúng không ạ? Miêu tả xem ai đó cao hơn hay như thế nào đó đúng không? Vậy bây giờ chúng ta tự canh xuống bức tranh dưới xem như thế nào. Đây là nhìn nào đây. Hai bạn này nói chuyện với nhau, miêu tả về bức tranh A đúng không? Hai bạn này nói chuyện với nhau, miêu tả về bức tranh A. Ai cao hơn ai đúng không? Đây, who's taller? Who's taller? Point and shake. Và chúng ta nghe xem nào. 29 á. Activity 2, point and say. Each 26, activity 2, point and say. Who's taller? The girl is taller than the boy. Đấy, có nghĩa là như vậy. Miêu tả, các bạn nghe rõ cái đấy không ạ? Chúng ta quay trở lại này. Đây là một cô gái, đây là cậu bé đúng không? Chúng ta sẽ miêu tả bức tranh A, ok? Đây là. Thì ai là người cao hơn nào? Who's taller? Chúng ta ghép cái câu này vào là who's taller? Who's taller? Who's taller? Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy đây là cô, một cô gái. Cô bé này sẽ cao hơn cậu bé này đúng không? Thì sẽ là a girl is taller than a boy. A girl is taller than a boy. Đúng không? Đấy. Cô bé cao hơn cậu bé đúng không? Còn nếu mà ta nói là ai là người thấp hơn là who's shorter. Đây, thấp hơn. Shorter. Shorter. Who's shorter. Who's shorter. Ai là người thấp hơn thì sẽ nói là a boy is shorter than a girl. A boy is shorter than a girl. Đúng không? Các bạn hãy thực hành nhé. Và bức tranh thứ hai đó là gì đây? B là cũng miêu tả. Đây là một người béo, một người gầy đúng không? Big and small. Big. Big là béo. Small là gầy. Big. Small. Big, small, hoặc là teen or fat. Ok, đúng không? Đã. A girl and a boy. Who's bigger? Who's bigger? Who's bigger? Who's bigger? A boy is bigger than a girl. A boy is bigger than a girl. A boy is bigger than a girl. Than a girl. Than a girl. Who's smaller? Who's smaller? Who's smaller? Who's smaller? A girl is smaller than a boy. A girl is smaller than a boy. Smaller than a boy. Bigger than a girl. Bigger than a girl. Smaller than a boy. À không, nó sẽ ngược lại với nhau đúng không ạ? Tiếp theo là gì đây? Old and young. Đây là ông của chúng ta này. Đây là chúng ta này. Old and young. Old and young. Ok. A man. Một người đàn ông thì là a man. Hoặc là ông của chúng ta thì chúng ta sẽ nói là my grandfather. My grandfather, đúng không? Chúng ta gọi đây là my grandfather. Đây là ai? Hoặc là ấy. The grandfather. The grandfather ấy. Đây là the boy. The boy, ok.
Vậy chúng ta sẽ hỏi là who's older? Who's older? Who's older? Sẽ là a man is older than a boy. A man is older than a boy. Và chúng ta có thể miêu tả là ông tôi già hơn tôi là my grandfather is older than me. Is older than me. Hay là sẽ là nếu là cậu bé này trẻ hơn ông thì là a boy is younger than a man. A boy is younger than a man. Than a man. Than a man. Đúng không? Bố tôi thì già hơn tôi. My father is older than me. My father is older than me. Đúng không? Hoặc là than I. Thực cũng được nhá. Than I. Thực. Rồi, ok. Đó là như vậy thôi. Và chúng ta hãy, cách để các bạn về nhà thực hành là chúng ta hãy miêu tả ông bà chúng ta, cá thể các bạn đối với một bạn nào đó ở trong lớp, bạn bè của các bạn, đối với cô Trang thì các bạn như thế nào, các bạn cao hơn hay thấp hơn, các bạn béo hơn hay bạn gầy hơn, cao hơn hay thấp hơn, tall or short, big or small, thin or fat, old or young. Ok, hãy hiểu chưa ạ? Mô tả chính bản thân mình đối với bố mẹ mình, đối với cả anh trai mình, đối với chị gái mình, đối với em mình, đối với tất cả mọi người xung quanh mình. Đó là cách chúng ta thực hành để luyện tập tiếng Anh, đúng không? Đây nè. Đấy, activity 3 thì là như vậy thôi. Chúng ta hãy ghép cặp với nhau để nói chuyện với các bạn trong lớp. Nhưng bây giờ chúng ta thì không đi học, thì chúng ta hãy nói chuyện. Hãy rủ bố mẹ, rủ anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện với nhau nhá. Đó là cách chúng ta thực hành rất là hiệu quả. Listen and circle. Listen and circle. Ok, chúng ta sẽ nghe nào. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Na. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Chúng ta nghe lại một lần nữa nào. One more time. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Na. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Okay. Các bạn đã nắm được thông tin gì chưa ạ? Đây là biểu miêu tả gia đình của bạn Nam, đúng không ạ? Mọi thành viên trong gia đình của bạn ý sẽ như thế nào? Có gia đình bạn ấy thì gồm có ai ạ? Có bố bạn Nam, có mẹ bạn Nam, có chị của bạn Nam và có bạn Nam, đúng không ạ? Thì chúng ta xem là, nghe lại một lần nữa xem là, và lát nữa chúng ta sẽ nghe từng câu một sẽ miêu tả như thế nào nhá. Ok, chúng ta nghe lại một lần nữa. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Na. This is my family. My father,
But I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Ok, chúng ta nghe vào từng câu một nhé. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nan. This is my family. My father, my mother, my sister and me. Ok. Bạn ấy trả lời là như thế nào? Hi, my name is Nam. Right? Hi, được trang nghe lại xem có đúng không nào? I'm not very tall. Nào, nghe lại một lần nữa nào. Sorry. Page 27, activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister and me. Đúng không? Bạn ấy chào, bạn ấy nói là Hello, my name is Nam. This is my family. My father, my mother, my sister and me. Tiếp tục nào. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. Okay, 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. Vậy câu đầu tiên sẽ là điền cái gì đây? Nam is than his sister. Nam trông như thế nào so với chị của cô ấy? Như nào đây? A. Taller. B. Slimmer. Taller or slimmer. Bạn ấy nói thế nào nhỉ? I'm not very tall, but I'm taller than my sister. Vậy đáp án cho chúng ta sẽ là A. Ok, tiếp tục. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. Ok. 3. My mother's 33. My sister is slim. She's slimmer than my mother. Vậy câu thứ hai nó sẽ là His sister is ba chấm than his mother. Vậy đáp án A là slimmer. Đáp án B là smaller. Vậy là cậu Nam nói rằng my sister is slim. She's slimmer than my mother. Vậy thì đó, câu đáp án 2, câu số 2 của nó sẽ là His sister is slimmer than his mother. Ok, tiếp tục sang câu số 3. Years old. She's younger than my father. My mother. 3. My mother's 33 years. Is old, slimmer than my. Mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. Sao? Cậu ơi bảo mẹ cậu bao nhiêu tuổi? My mother is 33 years old. My mother is younger than my father, right? My father is 33 years old, and my mother is younger than my father, okay? Vậy, câu số 3 sẽ là His mother is than his father. Như nào đây?
shorter or younger, shorter or younger. Nhớ lại câu bạn ấy kể là my mother is 33 years old and my mother is younger than my father. Vậy nó sẽ là đáp án B. Ok? Và xem câu cuối cùng nào. My father's tall. He's taller than my mother. My father is tall. He's taller than my mother. Ok? Vậy đó là sẽ là như nào đây? His father is than his mother. Older or taller. Older or taller. Câu số 4. Nhớ nha. Câu số 3 thì là miêu tả là mẹ thì là trẻ hơn bố. Nhưng câu số 4 thì liệu có phải là bố sẽ già hơn mẹ hay không? Câu số 4 sẽ mô tả là bố bạn ấy cao hơn, đúng không ạ? My father is tall. He's taller than my mother. Ok? Vậy sẽ là his father is taller than his mother. Đáp án B với đáp án là đúng, đúng không ạ? Vậy đáp án 1 đó lại sẽ là A, taller, nam cao hơn chị của cậu ấy. Đáp án 2 đó là slimmer, slimmer đúng không? Chị gái của cậu ấy thì là thanh mảnh hơn là mẹ của cậu ấy, đúng không? Còn đáp án 3 đó sẽ là younger, tức là mẹ của cậu ấy thì trẻ hơn bố của cậu ấy. Đáp án 4 đó là bố của cậu ấy thì cao hơn mẹ của cậu ấy, taller. Ok, vậy chúng ta xong activity 4 và chúng ta activity 5. Look and write. Bạn nhìn vào đây xem nào. Nhìn vào bức tranh và điền xuống đáp án đây trùng không? Who's? Nhìn vào đây, bức tranh này sẽ có một đồng chí này là như nào đây? Chúng ta sẽ so sánh được nè. Bạn nào cao hơn đây? Bạn bên tay trái, bên tay phải này cao hơn đúng không? Cao hơn bạn này. Bạn này thì béo hơn bạn này nữa, đúng không? Bạn này gầy hơn bạn này, bạn này thấp hơn. Vậy thì ở đây nó sẽ hỏi là như nào đây? Who's slimmer, the father or the brother? Đây là miêu tả một người cha và một người anh trai của một ai đó, đúng không? Cha này, anh trai này thì sẽ là who's slimmer, the father or the brother? Thế các bạn, người này sẽ trẻ hơn, người này sẽ già hơn này. Vậy ai là người slimmer? Bạn nhìn đây sẽ thấy chàng trai này sẽ là người slimmer. Vậy thì điền xuống đây câu B là who's slimmer, đúng không? Thì phải điền là the brother, right? Và the brother is slimmer than the father, đúng không? Than the father. Ok, và chúng ta thay vì nói là slimmer thì chúng ta nói là bigger, đúng không? Who's bigger? Cô Trang hỏi các bạn đổi ngược lại là who's bigger, the father or the brother? Who's bigger? Các bạn thử trả lời xuống dưới xem nhé. Who's bigger, the father or the brother? Who's taller, the father or the brother? Các bạn thử trả lời xem nào. Ai người béo hơn, ai người cao hơn? Đó là cách chúng ta học nhá. Chúng ta sang bức tranh thứ 2. Đó là như nào đây? Bức tranh thứ 2 là như nào đây? Đúng không? Father and mother, đúng không? Who's shorter, the father or the mother? Nhìn vào bức tranh này ta thấy bố cao hơn, đúng không? Bố cao hơn mẹ, mẹ thấp hơn, đúng không? Thì sẽ là who's shorter, the father or the mother? Thì chúng ta trả lời xuống đây là như nào? The mother is shorter than the father. Nếu mà đổi ngược lại của shorter thì nó sẽ là taller, cao hơn, đối nghịch với thấp thì là cao, đúng không? Vậy là who's taller, the father or the mother? Vậy thì là sẽ là the father is taller than the mother. Ok. Bức tranh số 2 rồi. Bức tranh số 3, cùng nhìn sang đây, bức tranh số 3. Đây, older. Older, ok. Đây là hai chị em, sister and brother, ok.
Đó là who's older, the brother or the sister? Các bạn trả lời xuống dưới là gì? Who's older? Cậu này nhỏ hơn là cái chắc rồi đúng không? The sister is older than the brother. Nếu nè đối nghịch với older thì nó sẽ là younger. Nếu là hỏi who's younger thì chúng ta sẽ phải nói là the brother is younger than the sister, right? Ok, các bạn thấy có hay và thú vị không nhỉ? Hãy nhớ theo từng cặp những tính từ mà nó đối nghịch với nhau, cao với thấp. Tall and short, old and young, small and big, thin and fat, or slim and fat. Ok, là bức tranh cuối cùng. Ok, chúng ta có một cặp tính từ mới này. Stronger là khỏe hơn nhá. Stronger. Đây là father, đây là brother. Đâu? Ai là người khỏe hơn? Who's stronger? The father or the brother? Who's stronger? The father or the brother? Thì chắc chắn nó sẽ là brother. The brother is stronger than the father. Than brother. Nếu yếu hơn nó sẽ là weaker, yếu, đúng không ạ? Weaker, strong and weak, yếu, strong and weak là yếu, W-E-A-K, đó là từ đối nghịch với từ strong là từ yếu, và đó là who's stronger, the brother is stronger than the father. Và gợi ý cho các bạn một số cặp tính từ để các bạn có thể miêu tả này. Như cô nhắc lại một lần nữa này. Young and old, slim and fat, or big and small, or tall and short, and anything. Okay? Stupid and smart, thông minh và không thông minh, đúng không? Là ngu dốt là stupid and smart là thông minh. Stupid, cái điện thoại này stupid quá, cái điện thoại này thông minh hơn. Smartphone, các bạn thường nghe thấy smartphone là điện thoại thông minh đúng không ạ? Còn điện thoại chỉ đen trắng ít chức năng thì chúng ta có thể gọi là stupid phone. Ok, stupid phone. Ngắn và dài đúng không? Long and short cũng được. Long and short cũng được nhá. Đấy. Hẹp và rộng thì là large and narrow. Large and narrow. Xấu và đẹp. Beautiful là đẹp. Xấu thì có thể là bad. Beautiful. Tốt hoặc xấu thì là good and bad cũng được nhá. Đấy, khá là nhiều tính từ, các bạn có thể tìm thêm cho mình một số tính từ nữa, hoặc là cô Trang sẽ gợi ý cho các bạn vào một video khác để chúng ta học từ vựng riêng nhá. Và bây giờ xem chúng ta sang activity 6 thì là gì? Hát hả? Hát. What do they look like? Ok, để gợi ý cho các bạn, để các bạn này. Các bạn nếu gợi ý cho các bạn về nhà, các bạn học cái chủ đề của bài này để miêu tả một ai đó. What does she look like? Thì chúng ta sẽ vẽ một bức tranh có thể lớp học này, có thể là trường học này, có thể là bạn bè này, có thể là gia đình này. Chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ vẽ rất là đẹp, đẹp một cô Trang rất là nhiều. Giống như ở đây này, có hình bức tranh gia đình này, gia đình chúng ta, và chúng ta mô tả từng người một trong gia đình chúng ta trông như thế nào, cao gầy và xong. Cao gầy béo, cao thấp béo gầy xấu đẹp, đúng không? Khỏe yếu, già trẻ như thế nào, và chúng ta mô tả những người đó trong gia đình chúng ta. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mô tả như nào, dùng cách là ai như thế nào, hơn như thế nào đó. Ai cao hơn ai, ai thấp hơn ai, ai già hơn ai, ai trẻ hơn ai, ai khỏe hơn ai, ai xấu hơn ai, ai béo hơn ai, ai gầy hơn ai, đúng không ạ? Đó là cách chúng ta học tiếng Anh nhá. Và nhớ là chúng ta học hàng ngày. Hôm nay chúng ta học bài về chủ đề nào như nào đó thì chúng ta thực hành luôn với những người thân của chúng ta về chủ đề đó nhá.
Đấy. Và biết đâu các bạn hãy dạy cho bố mẹ chúng ta học những câu nói này đơn giản thì chúng ta vừa được nhớ được bài và chúng ta có thể học được nó luôn, đúng không ạ? Let's sing. Oh, cô chàng cũng rất khá là excited với cả ITV 6 là let's sing. What do they look like? What do they look like? What do they look like? What does your mother look like? What does your mother look like? What does your mother look like? She's tall. She's tall. She's taller than me. She's taller than me. She's taller than me. And what does your father look like? What does your father look like? What does your father look like? He's slim. He's slim. He's slim. He's slimmer than me. He's slimmer than me. He's slimmer than me. And that's all. Và chúng ta đã kết thúc bài học này. Đây là bài học này là tổng kết toàn bộ cái cấu trúc này mà chúng ta học này. What do they look like? Họ trông như thế nào? Thì chúng ta miêu tả từng người một. What do they look like? Và nhớ hãy thực hành miêu tả tất cả mọi thành viên trong gia đình của chúng ta xem như thế nào nhé. Và đừng quên thực hành hàng ngày. Practice English every day. Don't forget. Okay? Thanks for watching my video. Goodbye and see you next time. Bye bye.